Xin kính chào quý vị, kính chào bà con nông dân. Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay, ngày 9 tháng 10. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ trong ngày 10 tháng 10, khu vực Bắc Bộ được dự báo sáng sớm có sương mù nhẹ nhiều nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, sáng sớm Thanh Hóa có nơi có sương mù, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, tập trung ở Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 31 độ. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, ngày có mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Trong ngày 10 tháng 10, khu vực Nam Bộ được dự báo là ngày nắng gián đoạn, trưa không khí oi nhẹ, chiều và tối có mưa rào, ban đêm oi bức. Cụ thể, miền Đông Nam Bộ, ngày nhiều mây, oi nóng, chiều và tối có mưa rào, có nơi có mưa vừa và mưa to, tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh. Ban đêm không khí hơi oi, riêng ở ven biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Miền Tây Nam Bộ ngày nắng, trưa không khí oi nhẹ, chiều và tối ở An Giang và các tỉnh phía Nam Sông Hậu đến Cà Mau có mưa rào, một số nơi có khả năng mưa vừa và mưa to, ban đêm không khí oi bức. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ. Trong ngày 10 tháng 10, khu vực tỉnh Vĩnh Long được dự báo là ngày có lúc nắng, trưa oi và nóng, chiều và tối tiếp tục có mưa rào. Chủ yếu là ở thành phố Vĩnh Long, Long Hồ và Bình Tân, ban đêm không khí oi bức. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, gió hướng thay đổi nhẹ. Thưa bà con nông dân, với tình hình thời tiết như hiện nay sẽ tạo điều kiện thuận lợi để trùi đục trái gây hại trên cây xoài. Đây là loài dịch hại đa thực. Chúng thường gây hại trên tất cả các loại cây ăn trái được trồng trong vùng. Trùi cái dùng giò chích, sau đó để trứng dưới lớp vỏ trái. Ấu trùng giòi sau khi nở, đục ăn phần thịt trái xung quanh chỗ ổ trứng. Càng lớn thì giòi càng đục sâu vào giữa trái, làm phần này bị thối và loang dần ra xung quanh. Có thể bắt gặp nhiều con giòi sinh sống và gây hại trong cùng một trái. Khi bị ruồi tấn công, trái có thể bị nứt dọc, rụng sớm trước khi chín hoặc tiếp tục neo trên cây. Tuy nhiên thì nếu trái còn neo trên cây cũng không thể sử dụng được do thịt trái bị thối. Tại vị trí bị ruồi đục, trên vỏ trái thường có màu đen, mềm, ứa nhựa, hấp dẫn các côn trùng và các loại nấm bệnh khác đến gây hại. Để hạn chế tác hại của ruồi đục trái trên xoài, theo Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, bà con nông dân cần thực hiện các biện pháp sau. Thường xuyên cắt tỉa những cành nhánh không cần thiết, tạo cho giường luôn thông thoáng. Thu gom những trái xoài rụng, đem chôn sâu dưới đất có rải thêm vôi bột để tiêu diệt trứng và giò non còn nằm bên trong nhằm tránh lây lan. Bao trái bằng túi giấy, bao ni lông hay bao chuyên dùng. Thu hái trái sớm, không để trái chín neo trên cây. Sử dụng các chế phẩm có chứa methylerginol hoặc protein thủy phân để diệt ruồi trưởng thành. Không trồng sen ổi, đu đủ, cam quýt, nhãn trong vườn xoài. Khi một số ruồi đục trái cao, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam để phun trừ. Ưu tiên sử dụng thuốc sinh học. Không nên phun xịt thuốc hóa học trực tiếp lên trái để diệt ruồi đục trái và phải đảm bảo thời gian cách ly thuốc. Ngoài ra thì với tình hình thời tiết như hiện nay, bà con nông dân cũng cần chú ý bệnh xì mũi trên mít, trái lá sầu riêng, đốm nâu thanh long, thối trái chùm. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, bản tin thời tiết nông vụ hôm nay xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo. Bất Niên Kiện, công ty dược phẩm Phô Biết hân hạnh tài trợ chương trình này.